Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Radio, chuyên âm thanh bãi, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay cũng là những cái ngày đầu năm. Hôm nay là ngày 11 âm lịch rồi đây. Khôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ có một năm 2021 thật là thành công anh em nha. Và trở lại với cái món hàng hôm nay, Khôi sẽ giới thiệu với anh em một siêu âm ly đèn đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc, đó là Hikvision. Và model Khôi giới thiệu hôm nay là AA50. Thì con này Khôi cũng đã bán vài lần rồi anh em, nhưng mà cái con hôm nay đặc biệt hơn là rất là đẹp, thì hàng về từ trong năm, nhưng mà Khôi cố tình Khôi giữ lại để những cái để đầu năm á mình lên sóng cho nó đẹp. Đó là cái lý do mà hôm nay Khôi chia sẻ với anh em. Thì mấy ngày nay á thì anh em ủng hộ rất là nhiều. Từ ngày mùng 6 tới nay thì Khôi đã bán 7-8 con đèn rồi. Gọi là nghĩa là không kịp dọn để phục vụ anh em chơi. Anh em nào đang có nhu cầu thì hãy nhân tay sở hữu con này anh em nhé. Thì đặc biệt con này là dành cho những anh em nào thích đèn nhưng mà thích công suất lớn, thích trầm. Ví dụ như đánh đánh bát 25-30 hoặc là đánh AR2 vân vân. Thì cái con này hoàn toàn đáp ứng được. Ví dụ như có thể kể một số loa mà ví dụ anh em có thể đánh này, JBL L65 này, L200 này, đó, những cái dòng loa cổ như vậy. Đồng trục Fullinger Bass 30-40 hoặc là AR2 nhá. Đó là những cái món hàng mà những cái cặp loa mà mình có thể ghép. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần chính nữa nè. Đây, ấn tượng nhất là một cái vỏ này. Cái vỏ này là hàng hàng ngày xưa Hồ Sơn nhá. Đẹp, nó giống như một cái vải bố vậy ha. Anh thấy đẹp ghê gớm không? Đẹp kinh khủng khiếp à. Khi mà Khôi ship về cũng giật mình luôn anh em. Tại vì mình cũng không nghĩ là nó đẹp cỡ đó ha. Đây, mình xem trên em xem. Đây là zin anh em nhá. Cái vỏ này mà chảy xước là không xử lý được nhá. Đó, đẹp vậy đó. Quá đẹp. Mặt mũi nó cũng đẹp luôn. Khôi đưa máy thấp xuống. Đây, anh em thấy không? Mặt rất đẹp, rất là sang trọng ha. Có cái núm rất đẹp này, tuyệt vời ha. Cái mặt của nó mặt phay xước này nè. Phải xưa cái chữ hết kết này chữ nội ha, nó bằng đồng nội này, đồng nội nha. Đó, anh em đó, mình quay một thêm một cái review một cái góc khác cho anh em cùng xem ha. Ngoài cái việc nó khủng nó hay thì nó còn rất là đẹp và nhìn rất là độc đáo anh em ha. Đó, nhìn cái vỏ của nó này. Cái này còn có nhiều người gọi là dưa hấu sọc đấy anh em. Đó, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, nhìn thôi ta thấy đẹp rồi ha. Tuyệt vời anh em ha. Con này chạy bóng 7591 nên công suất khá lớn. Có một cái bông nguồn gửi Z34 nữa nha. Tuyệt vời luôn. Chung là con này có thể xem ngoài hình còn không xem còn được nha. Tại vì quá đẹp. Nói chung là không có từ nào để diễn tả nó nữa. Quá xuất sắc luôn. Tuyệt vời. Thôi xin phép anh em là Khôi nói hơi nhiều tại vì nó những cái món hàng đẹp đó, mình thích nó lắm, mình thích nó lắm nha. Nên mình lúc nào mình cũng dành nhiều cái từ mị miều cho nó ha. Rồi, bây giờ thì cái phần tiếp là Khôi sẽ tháo cái nắp ra và sẽ quay cái nội thất cho anh em xem, rồi sau đó thì sẽ nói về cái mức giá cũng như là test thử chất âm. Đây anh em, cái con này á là nó thiết kế là các cái giắc cắm nằm phía dưới ha. Nên tiện đây Khôi quay cho anh em xem luôn. Đó. Đây là cái mặt dưới nha, nó có đầu tiên là nó có một số cái chức năng. Thì mình có thể chỉnh tín hiệu đầu vào ở đây anh em ha. Đây là tín hiệu đầu vào này. Nó dành cho là CD, AUX 1, AUX 2 và tuner ha. Ba tín hiệu đầu vào. Rồi, dưới này là cái modem này ha. Rồi và đây là các cái chân cắm nha, chân cắm AUX 1, AUX 2 tuner này vân vân. Đó. Mình nói sơ qua một chút như vậy, tiện đây cho anh em cùng xem luôn. Có nhiều anh em khi mà nhìn cái đít thì không thấy chân cắm ở đâu. Thì Khôi qua đây cho anh em cùng xem ha. Rồi. Đây này, các cái góc mỹ còn zin luôn ha. Đó, của nó là như vậy đó nè. Rồi, ok, bây giờ Khôi sẽ tháo ra nè, tháo ra nha. Rồi, Khôi đã tháo cái nắp nó ra nè. Đây, cái nắp nằm ngoài đi rồi ha. Đây, nắp nằm ngoài rồi nè. Đó. Còn bây giờ là mình xem coi miền trong ha. Máy khá đẹp rồi nè. Khá đẹp và khá gấu ha. Đó, đây. Đây, cái sườn của nó đây, sườn màu trắng nè, nha. Thì cái con này á, thì nó nhìn nhìn nó từ từ với cái con Hikvision A100 ha. Nhưng mà nó là đời model 50 nha. Thì máy là khá đẹp anh em. Khá đẹp ha. Tăng phô rất là to này, dòng Hikvision mà như vậy là to anh em ha.
đó nó to. Con này Khôi cũng chùi sơ thế, tại vì nó cũng khá đẹp và trong cái dịp Tết này thì không có nhiều thời gian anh em nha, mới đầu năm mà. À, rồi thì Khôi sẽ nói về cái cấu hình bóng ha, để anh em cũng yên tâm này. À, thì bóng công suất nó là 7591 anh em ha, 7591 thì bóng này là bóng Mỹ anh em. À, bóng Mỹ thì Khôi sẽ rút ra cho anh em một vài cây ha để anh em cùng xem. À, đây bóng Mỹ anh em này, đó Sylvania anh em ha, Sylvania cũng khá có tiếng rồi. Hàng này là chuyên sản xuất bóng đèn. À, ngày xưa là hàng này nó sản xuất bóng đèn cho rất là nhiều 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 đối tác khác nhau nhá. À, bốn cây Sylvania này, chữ nó vẫn còn anh em nhé, chữ nó màu vàng này, màu vàng này, màu vàng ha. Cái này thì nó úp vào trong. À, còn hai cây này là cây đạp 7199 ha. Đó, nó cũng là đây, cũng là USA này anh em ha, nó là Dumont ha, Dumont Dumont này, bóng này rất là hay anh em nha. À, những anh em nào mà ví dụ như biết được cái bóng thì có thể tra tham khảo thêm thông tin. Rồi còn trên này là có bốn cây 12x7 này, 12 này, 34 này, cũng đều là bóng Sylvania anh em ha, Sylvania này, anh em thấy Sylvania này cũng là USA nha. À, rồi đó, thì tương tự mấy cái bóng này, mấy bóng này thì mình không quan tâm lắm ha. Đó, mà bốn cái rề này, một một hai này, ba bốn này, rồi còn một cái nguồn nữa, cái nguồn cũng là Sylvania anh em. À, đặc biệt là cái đời này á, chạy toàn bộ bóng Sylvania ha, cái bóng này là bóng GS34 anh em, đây USA ha. Rồi đó, nói chung là máy móc khá đẹp ha, khá đẹp, hoạt động tốt. Cái con này anh em, mình cũng xin chia sẻ với anh em là thiết kế công suất khá lớn anh em. Đầu tiên là mình nhìn vào các cái thân phô lớn này, rồi bóng công suất lớn này, bóng 7591 nó chỉ đứng sau bóng L34 thôi nha. À, còn nó là bỏ công suất của nó gấp đôi bóng L84. À, thì anh em nào cái con này công suất một vế đạt được 30W lận nha, nên anh em nào mà có nhu cầu á thì đánh AR2 hoặc đánh những cái loa lớn thì cái con này hoàn toàn đáp ứng đủ cho anh em ha. À, thì chất âm thì Khôi cũng đã test ở trên clip rồi, trên YouTube rồi. Anh em nào mà ví dụ như có cần thiết thì vào xem, hoặc là mình biết được cái thương hiệu cái cấu hình này rồi thì chỉ việc là bê lấy chơi thôi ha. Thì về cái mức giá thì đây là một con loa đẹp ha, hoàn hảo, chạy những cái bóng khá đều giống nhau luôn nha. À, cấu hình là đều Sylvania khá có tiếng rồi. Thì cái mức giá mà bán cho anh em là 21 triệu 500 nha. Mức giá này thì anh em là chuyển khoản đủ, Khôi sẽ bao ship tận nơi. Còn anh em nào mà gọi là chưa yên tâm á, mà mới lần đầu mua hoặc là ít mua, khi mua bao giờ á trên mạng á, thì anh em tham khảo thêm hoặc là chuyển khoản 30%. Tuy nhiên khi anh em mà chuyển khoản cọc cốt á thì anh em phải tự trả phí ship và phí thu hồi nha. Một một triệu là mất hết 12 nghìn, anh em lưu ý như vậy để khi mà anh em nhận hàng á, anh em phải trả thêm cái phí thu hồi. À, đó là Khôi nói để anh em biết được cái hình thức mua bán nha. Thì nhiều anh em phàn nàn là tại sao không người ta chuyển khoản thì bao ship, tại vì người ta tin tưởng mình không phải chờ đợi để mà làm các cái thủ tục để mua hàng các thứ ha. Rồi ok, Khôi xin phép là kết thúc ở đây. À, nói chung một con đơn vị đẹp rồi nên tù thì đi nằm trên này hết rồi anh em nhé. À, nên là mình không có quay phía dưới anh chi. À, phía dưới nó chẳng còn gì để quay đâu. À, theo tù này, tù nó nằm trên này hết rồi, không còn gì ở dưới luôn, tù nó tầng nằm trên này luôn rồi ha, 1 2 3 4 này, từ từ các cái tủ trên này. Còn đây là hai cái tủ nguồn, máy thì Khôi bao zin cho em để em yên tâm khi mua sử dụng nhé. Rồi ok, Khôi xin phép là kết thúc cái phần giới thiệu ở đây. Để anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng sở hữu con ông đi đèn tuyệt vời này nhé. Tay nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoa. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, hết tình khóc lên môi đưa mấy tuổi yêu khóc chờ. Mình đã đi chung trên con
mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc chẳng biết, chỉ có mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Màu áo xưa em đang cho người nặng thành trắng, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một hết, vì mấy mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có mong ban đầu đừng khóc cho tôi.